Bởi vì ngày hôm nay tôi là ông nội. Dạ, ông nội. Nên vì thế là tôi sẽ ra phần thưởng giá trị hơn. Có quyền mà. Đợt trước 10.000 won. Anh Giang là chợ đợt này chẳng lẽ thấp hơn 20.000 won cho đội chiến thắng. Nhưng đội nào thắng có phải dẫn ông nội đi ăn? Đi ăn. Công dịch. Có 400.000 chia nhưng làm có nhiêu cơ. Bởi vì sao? Vì tôi là ông nội. Bây giờ đang là cô làng của Running Man Việt Nam. Sao bài? Sao rồi? Hãy chọn cho mình một lá bài đi nào. Nhớ. Rồi, hãy xem mình là ai đi nào các bạn trẻ. Tôi sẽ không cho ông nội thấy đâu. Mời mọi người thức giấc. Là của mình bị hoạn quan xâm lược. Hoạn quan xâm lược. Ngày hôm qua có một điều đặc biệt đã diễn ra tại ngôi làng này. Đúng á. Chắc là không có ai chết cả. Không, chưa không, mà sói giờ hồ không chẳng ai có nha. Không, em không nghĩ gì đâu. Chỉ đó là đúng. Nhìn mặt nhau đi, rồi các bạn muốn vào đêm giấc ngủ chưa nào? Đêm này không có thông tin. Không có thông tin. Không có thông tin. Phải ngủ đêm nữa. Mời mọi người. Em giận con. Wow. Trời ơi. Tăng tốc được không Thái Gia? Dạ được ạ. Ngày hôm qua chúng ta đã có một vụ án mạng xảy ra. Tôi sẽ đi theo sổ sinh tử. Tôi sẽ lấy lá bài của người đã bị rồ sát ngày hôm qua. Hai con sói vàng á đã quyết định chọn mục tiêu, đó chính là con phải ăn. Con phải ăn. Trời. Sai rồi, tại sao lại chọn vàng? Người chọn là cô đó. Chính là quá tốt của bạn này ơi. Quá tốt của bạn này. Lên. Bây giờ được nói nữa rồi anh Giang. Anh Giang già là cái gì? Anh đi đi. Anh Giang là già là. Anh Giang là già là. Anh chết được cái hai cái chết được. Chúng ta sẽ giúp hết người ta. Anh đó, anh nghĩ anh Giang chết được. Anh Giang là người bảo vệ. Vậy thì nếu mà anh Giang là già làng, nếu mà già làng á thường mà mất bị... có quyền năng, mất có quyền năng. Nhưng mà anh nghĩ á, nếu mà bị cắn thường là phải la lên chứ đâu mà ai mà im vậy, đúng không? Chắc chắn anh Giang không phải là già làng. Nếu mà khi mà vậy? Ví dụ như bị cắn á là bị biết là mình mất hết một mạng rồi đó. Thì là gặp nguy hiểm rồi, là khi mà ông biết ông chết là cả làng mất hết chức năng mà. Rồi như sao giờ chơi lại sói? Nhưng mà chưa chắc, có thể là anh đó có thể là mình suy đoán thôi. Em chắc chắn. Bây giờ là tất cả mọi người đã mất hết phép thuật rồi. Sói vẫn còn ở trong làng mình. Có nghĩa là còn hai con sói và một Thì là có thể chết hết hả? Rất là dễ dàng chết. Không, thì mình bây giờ mình bây phải giờ mình phải cùng nhau mình chỉ ra sói, mình đưa nó lên vàng thiêu. Bây giờ nghi ngờ đi. Đúng. Nghi ngờ có thể một người chết rồi. Đúng. Một người vô tội đã chết rồi. Nè, em sẽ là người nói đầu tiên. Bởi vì em biết anh Giang là già làng. Và anh Giang cũng đã bị mất một mạng. Em không thể nào là người chỉ anh Giang để giết anh Giang được hết. Đúng không? Trong khi tất cả mọi người nói là mọi người không nghe được cái điều đó. Em thoát. Nhưng mà nghe ai là sói? Để mọi người có. Đúng rồi. Em sẽ nói lại. Em cũng chưa biết. Rồi nhưng là mình có thể bây giờ mình biểu quyết được rồi đó ạ. Mọi người đang nghi ngờ ai trong làng mình là sói. Xin mời biểu quyết. Ba là chưa có tiếng luôn. Đây, em bắt em giết anh Giang nha. Cái người muốn giết anh Giang mình nghĩ là Chun.
Không có, chưa chỉ là người dân người dễ thương thôi. Thôi bây giờ nè, ai dân làng đưa tay. Ok. Rồi là đã đâu giờ là ai dân làng đưa tay. Rồi, vậy là phải biết. Hai con sói ngồi gần nhau luôn. Nhưng mà anh làm được có nhanh quá không? Anh nói đi, thì biết rồi. Có khi mọi người sẽ không tin. Anh nghi hai con sói gần đây. Đó, nếu anh Vinh nói cái điều kiện đó là em biết hai sói ngồi gần nhau là ai. Tại vì trong đó em là dân làng rồi. Em là dân làng nè. Rồi, vậy là hiểu rồi. Vậy là anh Vinh sai. Ừ, vậy là anh Vinh, có thể anh Vinh là sói. Không phải, có thể là anh Vinh phải là sói, nhưng mà anh Vinh tham đoán sai. Nè, nãy giờ hai người này đi mà. Ừ, im lặng nè. Đúng rồi. Em là người có chuyện nào? Có chuyện nào vậy? Và em đã cứu anh Giang một lần. Nếu mà em đã cứu anh Giang một lần thì anh Giang là già làng, không anh Giang có hai mạng. Và ai đã giết anh Giang? Mà tại sao phải tính hợp lực tự cứu mình trước đã, còn nhau thêm tự cứu mình. Phải giết con sói trước đã. Tức là em có chức năng gì thôi, em đã cứu. Chứ không phải là sói. Đúng em là. Cũng nghĩ bạn này không phải là sói. Anh cho một cái hình nè. Chơi trò này hãy nhìn vào mắt nhau. Thêm một dữ kiện, tại vì bây giờ một người chết rồi nên phải giết một con sói trước cho nó an toàn. Đúng rồi. Thì thật ra tôi nói lại một lần nữa nha, anh Vinh đã phán đoán sai. Tôi vẫn là người bình thường. Em cũng là người bình thường. Nhưng mà tôi nghi ngờ Ngân. Tại vì thường là Ngân rất là ngoan, rất là kiểu không có nhiều lý lẽ lắm, ít nói. Tự nhiên mỗi trò này Ngân hơi sành sầu lên, sồn sồn lên. Đó là trên nên tôi đang nghi ngờ. Trong nhận thấy một cái hiểm rất là quan trọng. Và khi anh hợp mọi người hỏi là ai là dân làng thì bốn người ở đây, hai người này ở đây vậy, còn hai người kia như ta vậy. Sao liên quan thì ta để hai người này như ta vậy là đúng dân không? Đúng, hơi ngoan, hơi nhót. Và hãy nhìn vào mắt đi, sẽ tin là anh nói cơ. Đúng, chỉ có sói mới nhanh tay, dơ lên khi mà hỏi là dân làng. Đúng. Chứ còn những người mà có chức năng còn lại á, không bao giờ người ta cần làm cái điều đó. Và khi anh nhìn vô mắt của Thắng thì Thắng đang rất là xét, giống như anh đang xét ai là sói. Nhưng mà sao cho anh giờ có sói? Sói! Không có hồn gì nữa. Nhưng nào cũng phải cứu anh ấy. Có cái gì cứu anh? Bây giờ là tôi lại suy nghĩ là người nha, tôi là dân làng. Tại vì anh Vinh rất là giỏi chơi, hay anh Vinh đang đi hộ đi sơn nè. Chắc chắc là anh Vinh cũng là một con sói hay sao đó. Ok. Rồi, thời gian thay đổi hết rồi. Mọi người chọn ai? 3, 2, 1, nghi ngờ ai ạ? Ngân 3 phiếu. 4 phiếu. 4 phiếu luôn. Có đâu bên kia 4 phiếu. Hãy nhìn ai chỉ anh đi mọi người. 3 phiếu chỉ vô Vinh. Như vậy là Ngân nhiều hơn. 4 phiếu chỉ vô Ngân. Rồi Ngân 2, 3, 4. Bạn có thời gian 30 giây đi, Mỹ Minh xin mời. Bây giờ Mỹ Minh thì giờ tự nhiên người dân nói gì giờ tự nhiên chưa biết gì hết. Khi kêu giơ tay thì người dân thì giơ tay. 30 giây. Anh Vinh là người á, tự nhiên mới đầu vô là ổng đã muốn kiểu của vừa vô em rồi. Chắc chắn là tôi đi vô. Em bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Rồi sao rồi? Cái gì vậy? Chị đang sắp tình em. Chị đang sắp tình em. Không, sửa lại anh chịu. Em là người dân như vậy. Em mắc em cố lên. Anh Vinh là người. Không thể cố lên. Do anh Vinh. Em nghi ngờ anh. Tại vì anh Vinh biết là hai đứa mình là chuyên gia. Từ đầu giờ hai bị dính sói. Nên anh nghĩ là chắc chắn là nói vô em sẽ dễ tin hơn. Không có thì hầu. Cái giờ anh là sân lèo. Không có người là sói vậy. Hiểu không? Giờ anh là sân lèo. Không có người là sói vậy. Hiểu không? Em chia tay nhau ra, giờ chia tay nhau ra. Cái này thôi, không nói được thì em nói luôn. Vấn đề là tại vì nãy giờ anh Vinh á, ai cũng muốn thể hiện mà tại vì nhưng mà anh Vinh cũng chưa biết là dân làng hay là người có chức năng hay là sói nữa. Mà đến lúc anh cũng kè kè hai đứa này. Không. Thời gian biện luận đã hết, dân làng biểu quyết à. Khoan khoan khoan, mọi người suy nghĩ lại xíu nha. Tại vì vấn đề nó nằm ở đây nè. Anh Vinh á là người á. Thông minh lắm. Nhưng mà chỉ thẳng rất là rõ hai bạn này là sói. Rồi sau khi mà hỏi để phán xét là coi mình biểu quyết ai là sói thì cả hai người đây là chỉ Lâm Vinh. Nói gì vô hả? Thì thiện, hai đứa nhân bạn. Vân không phải là sói. Vừa vô thì đơn giản thôi. Nói đùa thì tốt. Hôm nay nói rất là đơn giản mà cái người kế bên á, em nghĩ là chú. Chú gì? Nào, dân làng xin mời biểu quyết. Giơ tay ra ạ. 1, 2, 3. Sợ 1, 2, à, được 6. Làm cho này không phải sói hả? Cứ chờ sống em đi. Như vậy là dân làng biểu quyết. Vậy là tôi một mình nữa. Nhưng mà tôi vẫn một mình nữa hả? Đưa xuống. Sống cuộc đời bình thường như một người dân. Nhau đây rồi chia tay. Đoán rồi. Ngày hôm qua chúng ta có
hai người ra đi. Ờ, hai đứa mệt vậy rồi đó. Dạ, lấy con đi. Dạ, đúng rồi. Chuôn mà chết là một đứa chiếc rồi đó. Những người đã sống, lá bài nào sẽ vào tay ta? Thôi rồi, hai đứa cứ không dần đi ngủ. Lá bài. Cái gì đó? Ủa, kìa. Ở đâu á? Lá bài đâu? Để giấu sức tự nhiên. Để giấu sức tự nhiên. Chưa. Vậy là mọi người biết ai đó. Là em vô đi là lá bài thứ hai rồi đó. Nếu em luôn là biết ai rồi đó. Người đi thứ hai đây. Người đi về đâu, về đâu? Mình vẫn còn hai con sói hiện diện. Em đã làm đúng trách nhiệm của em. Hai người chết nha. Hai người chết đó. Đúng rồi, hai người chết. Hai người chết thì nó có những trường hợp sau. Một á là sói cắn một người và phụ thể giết một người. Trường hợp thứ hai á là sói cắn trúng thợ săn, phù thủy vẫn chưa xài. Nhưng mà hồi nãy Thắng lúc mà Thắng chết á thì Thắng trước khi ngày hôm trước là Thắng nói là Thắng là người có chức năng và anh tin điều đó. Thì anh nghi Thắng là phù thủy. Đúng, em cũng nghĩ vậy. Tại vì Thắng nói Thắng là người đã bảo vệ anh Giang. Không ai bảo vệ con. Bảo vệ anh Giang á. Nhưng mà khoan đi, tại sao anh Trung chết? Trung tại sao phải là sói? Tại vì nãy giờ mọi người nghi ngờ hả? Ờ, tại vì có ba viên rạc thôi mà bốn cái tay đưa lên. Thì có lẽ Trung là sói. Trong bốn người này phải có một người là sói. Đúng. Còn một là giết đúng, chắc chắn không phải là sói. Một là giết đúng, hai là giết lầm. Còn sói trong ba người. Em vẫn tin tưởng vào cái quyết định của em là Ngân là sói. Làm sao? Không, anh không nghĩ Ngân là sói đâu. Anh không nghĩ Ngân là sói. Một, hai, ba, một trong ba là chắc chắn. Em nghĩ là anh Vinh là sói, tại nãy giờ anh Vinh là sói. Tại vì á, biết không? Nãy giờ tất cả mọi người đều anh Vinh đều chỉ có mũi dùi cho tất cả mọi người, nhưng mà không ai chỉ mũi dùi cho anh Vinh hết. Nói đi, nói xong đi anh nói. Anh cứ kiểu thể hiện lắm mình nè, dữ dội lắm ở đây. Đây, giờ sao em nói? Rồi, nói đi em. Lúc nãy vòng trước em nói em là dân làng. Không phải đúng không? Thật ra, mặt này là dân làng. Em chính xác là dân làng. Em nghi ngờ sói là những kẻ đang xung quanh ta. Áo vàng áo trắng này. Ngô hề luôn. Ấy đó là Thích thì không phải là sói đâu. Theo game nghiệp của anh. Em cũng chắc chắn nó không phải là sói. Một bạn Thắng này thì chết là chắc. Cũng có tay chị Thu với chậu. Để cho Thắng ra đi. Chị Thu nãy giờ là gì? Từ trước cái đêm trước là buổi sáng đêm trước là anh nhìn cho một phút đâu là bạn tròn. Hết thời gian thảo luận. Biểu quyết đi kìa. Mọi người nói đi, mọi người nghe Thu thì Thu nói. Xin mời, 30 giây biện luận. Sói. Em là phù thủy. Hồi nãy chị cứu ai? Chị giết ai? Hồi nãy là chị giết luôn. Trước đó là chị giết anh Giang. Rồi hiểu. 30 giây bình luận đã hết. Vậy bây giờ chúng ta biểu quyết ạ. 3, 2, 1, xin mời. 4 giết, 1 sống. Thu đi. Ngày hôm qua chúng ta có một người ra đi. Wow. Người ra đi mãi mãi. Sẽ quay về trở về. Và người đó không. Ngọc chơi rất hay. Để anh nói cho nghe. Ngọc là phù thủy. Ngọc đã xài bình cứu một lần. Và khi Ngọc bắt đầu đó, Ngọc nhìn anh có thể làm sao cho anh. Vì Ngọc tin anh là cái gì đó. Vậy là anh có thể là sói. Và chính vì lý do đó cho nên khi mà Ngọc vote cái chị Thu á là Ngọc vote chết. Đó. Cái thứ hai á là đêm hôm qua anh nghĩ anh là người chết, nguy cơ chết cao nhất. Nhưng mà anh không bị gì. Vì sói cảm thấy muốn giết cái người mà có nguy cơ giết. Sao biết chuyện đó, nếu mà biết chuyện Ngọc là phù thủy. Vậy á, nếu như em nói á, có nghĩa là Ngọc là phù thủy. Ngọc bảo vệ sai người. Ngọc bảo vệ sai người. Vậy là, giờ hôm qua có người giết anh.
Giết có gan. Không, ai không thuốc người mình giết. Sói giết đọc á. Mời đi làm boss ạ. Ủa? Dễ quá rồi. Dễ quá rồi mà còn không biết gì thôi á. Ủa, hai hai. Mỗi người có 30 giây để phản biện. Xin mời Ngân trước. Em nghĩ là anh Vinh. Tại vì anh Vinh hoặc là anh Phát. Chỉ trong hai người này thôi. Tại vì ở ngoài vô lo nhất. Và anh Phát nói hai đứa mình không phải là dân làng. Cái này là gì? Cái dân làng. Anh nói từ đầu là dân làng rồi. Thì nãy giờ làm gì đâu. Dân làng luôn. Biết là dân làng. Bây giờ còn mấy con thói? Một con. Thế mà hai con thua rồi. Bây giờ này anh nói luôn nè. Phát là bảo vệ. Sói, dân. Bảo vệ gì? Không, nãy chị bảo vệ chết rồi. Đây là dân làng. Bảo vệ là ở đây nè, một lầu ở đây nè. Tôi là dân làng. Thời gian bao nhiêu chưa hết. Nếu anh là già làng thì từ đầu anh nói anh là già làng. Tại sao nói được, nói cho sói giết anh à? Không, cái nó đúng. Mọi người ở ngoài, ở ngoài. Ờ, không, không. Em hỏi tiếng này đi, em hỏi tiếng này là gì đi. Em hỏi tiếng này là gì đó. Gì ạ? Tôi nói coi. Nói tiếng này là Bình. Anh thấy là sói. Bây giờ anh nói mọi người nghe nè. Rồi. Bây giờ nếu mà bây giờ anh chết, sói thắng liền. Nào. Bây giờ là... Hai giờ đó mà. Giờ là chết là còn một sói hai giờ. Anh tên em không phải là sói. Bây giờ chỉ có hai người. Hết thời gian. Được vậy. Hết thời gian. Em nghĩ là anh Vinh. Rồi. Xếp đi. Xếp. Không. Ba người biểu quyết. 3, 2, 1. Hai chết, một sống. Còn Ngân, xin mời biểu quyết. Sống hay chết? 3, 2, 1. Sống hay chết hả? Sống hay chết. Anh cho sống luôn. Và kết quả trò chơi vẫn tiếp tục. Ngứa. Và ngày hôm nay làng của chúng ta không còn mạng nào cả, không còn mạng nào cả. Sói đã chiến thắng. Yeah. Tóm tắt trận ma sói này. Sói thức nhất à. Sói là Ngân và Thu. Đêm thứ nhất, sói cắn Trường Giang. Bảo vệ ngày hôm nay sẽ bảo vệ ai đây? Bảo vệ Lan Ngọc tự bảo vệ mình. Phù Thủy thắng cứu Trường Giang. Đêm thứ hai, sói lần nữa cắn Trường Giang. Bảo vệ sai người. Đêm thứ ba, sói cắn Phù Thủy. Phù Thủy giết Jun. Đêm thứ tư, sói cắn Lan Ngọc. Thợ săn, thức dậy ạ. Thợ săn sẽ bắn ai? Mời thợ săn đi ngủ. Gia La, tỉnh dậy. Có nghĩa là chỉ một lần đúng rồi. Thôi, ta không được luôn. Bị chết. Thưa quý vị, chúng mình thấy đó, đôi khi tình cảm chúng tôi thể hiện mà mặt rất là hòa thuận, tin tưởng nhau. Nhưng người anh đáng kính nhất là người chết hai lần đầu tiên. Không như ai cũng muốn giết anh hết. Chúng ta là người dân làng luôn á, tùy quá à. Đáng quá. Vì ngày hôm nay lộn lội, nên hôm nay sẽ có quyền quyết định như thế này. Cho mọi người đều vui, đó chính là số tiền mà Ngân nhận được ngày hôm nay sẽ là được dùng vô việc là giúp mọi người đi ăn một bữa linh đình. Linh đình hả? Đúng rồi. 100 ngàn mà linh đình. Chuyện đó là của em, anh ông nội mà.